Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì nắng nhiều trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Riêng khu vực Nam Bộ thì khá nóng bởi vì nền nhiệt cao nhất lên tới là 34 cho đến 35 độ. Chuyển lên phía Bắc, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Trong tối và đêm nay thì sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Và sau đó thì ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến đó là từ 11 cho đến 13 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ là từ 8 cho đến 10 độ. Và ở vùng núi cao thì có nơi là dưới 5 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ là từ 14 cho đến 17 độ. Rét đậm ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9 tháng 2, tức là ngày 30 Tết. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 9 tháng 2 thì khu vực từ Quảng Trị cho đến Bình Định thì có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển trong đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ 18 đến 21 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực trung du và vùng núi, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ 17 đến 21 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông đến đông bắc cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ 18 đến 21 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, trời chuyển rét, nhiệt độ 17 đến 21 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng nước uống thiên nhiên Amizu đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.